Thời gian qua, thành phố Con Tum đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tuyên truyền người dân từng bước thay đổi tập quán trong sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay, thành phố có hơn 2.500 hecta các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao. Việc ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả rõ rệt, hiệu suất kinh tế tăng từ 10 đến 30% so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong điều kiện bình thường hiện nay thành phố con tum tiếp tục bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tạo môi trường đầu tư thông thoáng công khai minh bạch để thu hút các nguồn lực dự án đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn bên cạnh đó khuyến khích và tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện và khả năng giúp người dân nâng cao năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến hiện đại để chuyển giao ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và đời sống tập trung vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học công nghệ số công nghệ chế biến nông lâm sản nông nghiệp thông minh nông nghiệp hữu cơ trồng và chế biến dược liệu